Như các bạn đã biết thì dòng Galaxy A luôn là chủ lực của nhà Samsung, đặc biệt là ở cái phân khúc giá rẻ, phân khúc tầm trung. Và năm nay thì vào tháng 3 này, tức là chỉ còn một vài ngày nữa thôi, thì Samsung sẽ chính thức ra mắt cái thế hệ Samsung Galaxy A mới. Và ngày hôm nay thì mình đã được cầm trên tay một chiếc Galaxy A13 và một chiếc Galaxy A23 để cùng chia tay nhanh cho các bạn trong clip này. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào clip thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần là thiết kế ngoại hình của hai chiếc máy này. Thì đây, chiếc mà mình cầm bên tay trái màu hường phấn này là chiếc A13, còn bên tay phải là chiếc A23. Thì cái điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất đó chính là ở cụm camera. Thì cái cụm camera của A23 ấy, nó sẽ được làm lồi lên một tí để nó bảo vệ được cái phần, được những cái mắt camera ở đây. Còn với cái chiếc A22 thì nó sẽ không có cái phần lồi lên thế. Thế nhưng mà bù lại thì khi mà chúng ta đặt xuống, chúng ta cầm thì chúng ta sẽ thấy là cái A22 nó không bị kiểu lồi lên một phần, còn cái A23 thì nó sẽ hơi lồi một tí. Thì đó sẽ là những cái sự khác nhau đầu tiên về cái ngoại hình. Và ở trên hai chiếc điện thoại này thì đều có 4 camera sau, với cái thông số camera là hoàn toàn giống nhau, là một camera chính là 50 megapixel, cam phụ thì sẽ có là một camera góc siêu rộng là 50 megapixel, và hai cái camera là một camera chân dung cũng như là một camera macro độ phân giải là 2 megapixel. Đấy, thì nói chung là với cái cụm camera như thế này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng khá nhiều vào cái phần chụp ảnh, quay phim của hai chiếc điện thoại này. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái trải nghiệm cầm nắm. Thì thực ra là hai chiếc điện thoại này mình đều cảm thấy là nó cầm rất là nhẹ tay, không bị cấn tay gì cả. Nó có một cái thiết kế khá là mỏng nhẹ. Tuy vậy cái phần mặt trước thì mình cảm thấy là nó viền nó hơi dày một tí, nó cũng có một cái nốt giọt nước thôi, một cái khá là cơ bản để mà giúp tăng tỷ lệ hiển thị của người sử dụng. Về kích thước thì nó không chênh nhau là nhiều, chiếc A13 thì sẽ có kích thước là 6.5 inch, còn với chiếc A23 thì sẽ có kích thước là 6.6 inch, nói chung là chênh nhau không nhiều. Tuy nhiên cái chiếc A13 ấy thì nó sẽ hơi dày hơn một chút, và cái chiếc A23 thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Tóm lại là về cái trải nghiệm cầm nắm, khi mà chúng ta cầm lên chúng ta sẽ đều thấy là nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị cấn tay. Khi mà đưa lên thì cũng thấy cái sự trẻ trung, cái sự năng động khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy này. Và chốt về cái thiết kế, về cái phần ngoại hình của cả Galaxy A13 lẫn A23 thì mình cảm thấy rằng nó đều là những cái thiết kế rất là trẻ trung, năng động. Tóm lại là những người dùng trẻ như mình thì sẽ cực kỳ yêu thích. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng bàn về màn hình. Màn hình của chiếc Galaxy A13 thì là màn hình TFT, có tần số quét là 90Hz và cái độ phân giải của nó lại chỉ là HD cộng thôi. Và với cái độ phân giải này thì mình cảm thấy là ở cái thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái độ phân giải là HD cộng thì nó sẽ không đảm bảo được lắm cho những cái việc như là chúng ta xem phim hay là chúng ta xem những cái MV mà chất lượng cao chẳng hạn. Còn với chiếc Galaxy A23 thì nó cũng sử dụng một màn hình TFT, tuy nhiên có một cái độ phân giải cao hơn hẳn, đó là Full HD cộng. Thì với độ phân giải này các bạn có thể yên tâm thoải mái xem tất cả những cái gì mà chúng ta thích. Nói chung là nó sẽ phục vụ đủ được cái nhu cầu giải trí của người dùng. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cấu hình hiệu năng của hai chiếc máy này. Với chiếc Galaxy A13 thì chúng ta sẽ có một cái con chip là Exynos 850, một con chip cây nhà lá vườn của nhà Samsung. Và với con chip này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có thể đảm bảo được những cái thao tác kiểu như là xem phim hay là giải trí làm việc cơ bản thôi, hoặc là mình có thể chơi một số game nhẹ như là kiểu Zombie the Tsunami gì đó. Còn với cái chiếc điện thoại là Samsung Galaxy A23 thì chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 680. Với một con chip của nhà Qualcomm và đầu 6 như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được nhiều tác vụ hơn, và có thể là chơi một số game nhẹ hoặc thậm chí là hơi nặng một tí, kiểu như là Liên Quân hay là PUBG. Và cụ thể như thế nào thì chúng mình sẽ thể hiện ở trong cái phần đánh giá chi tiết các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì chiếc máy Galaxy A23 cũng có khá là nhiều phiên bản, từ 4 tới 6GB và tới cả 8GB nữa. Do đó nên là nếu mà bạn nào mà mình kiểu muốn sử dụng đa nhiệm nhiều thì mình có thể suy nghĩ để mà lên những cái bản mà có phiên bản RAM cao. Rồi tiếp theo là nói về cái phần camera, thì các bạn thấy là hai chiếc máy này nó giống nhau tới từng thấu kính một, thế nên là thông số của nó thì giống nhau rồi. Thế nhưng cái chất lượng ảnh khi mà chụp ra thì chắc chắn là nó sẽ phải khác một tí, bởi vì nó khác nhau con chip mà, đúng không? Thế thì ở đây mình đã thử thì mình thấy là nó cũng có những cái chụp những cái chế độ chụp
khá là cơ bản, ví dụ như chụp chân dung này thì cũng có những cái mức độ xóa phông, hay như là khi mà chụp ảnh thường thì ra những cái hình ảnh nó cũng tương đối là chi tiết, nó có cả ảnh góc rộng nữa. Đấy, với ảnh góc rộng thì các bạn có thể chụp ảnh tập thể hay là chụp với những cái background mà nó rộng lớn thì cũng rất là đẹp. À, và ở đây thì chúng ta sẽ có thể quay được với độ phân giải là Full HD ở 30fps, thì mình nghĩ đó cũng là một cái con số mà chấp nhận được với những cái máy mà ở tầm giá này. Cuối cùng là nói về cái dung lượng pin cũng như là hỗ trợ sạc nhanh của cả hai sản phẩm này, thì chúng sẽ đều có một cái dung lượng pin đó là 5000 mAh. Với chiếc Galaxy A13 thì sẽ được hỗ trợ sạc nhanh là 15W, còn với chiếc Galaxy A23 thì sẽ hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Mình thì không biết rằng là liệu Samsung có tặng luôn cái củ sạc nhanh đó ở trong hộp hay không, nhưng mà mình chắc chắn rằng là Samsung sẽ tặng củ sạc ở trong hộp, bởi vì đây là những chiếc máy ở cái phân khúc giá rẻ tầm trung. Và nếu mà xét trên cái thế hệ Galaxy A đợt này ra mắt thì trên chiếc Galaxy A53 5G là đã có thông tin là sẽ không có củ sạc nhanh rồi, nên là mình tin rằng là với cái chiếc Galaxy A13, A23 là những chiếc rẻ hơn thì sẽ phải có sạc nhanh. Và đó chính là những cái thông tin mà mình đã đưa tới các bạn ngày hôm nay khi mà chúng mình lên trên tay nhanh bộ đôi này. Các bạn cảm thấy như thế nào về hai chiếc máy này? Các bạn còn đang muốn biết thêm thông tin gì nữa, muốn biết thêm những cái trải nghiệm chi tiết như thế nào về hai sản phẩm này, thì hãy để lại bình luận và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video mới nhất từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!